Dạ, hai, Bảo Vy xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, gia đình mình ơi, Bảo Vy rất là vui khi được gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, đầu video thì Bảo Vy xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ, cả nhà mình ơi, hiện tại Bảo Vy đang review đến với cô chú anh chị một căn nhà nằm ngay góc luôn cô chú anh chị ơi, một căn nhà giá rẻ. Và từ vị trí của Bảo Vy đang đứng đây thì chỉ cách chợ Hưng Long mình đâu đó khoảng tầm 800m trở lại thôi nha cả nhà. Trong vòng bán kính 800m thì chúng ta sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, trạm y tế, các shop thời trang cũng như tiểu thương kinh doanh mua bán rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây có khu công nghiệp Hải Sơn, chỉ cách nhà mình đâu đó khoảng tầm 1 cây số trở lại thôi nha cả nhà. Thì như cô chú anh chị đã thấy ở đây thì dân cư của mình sinh sống rất là đông. Nơi đây cũng có những cái dãy trọ, cũng có rất là nhiều những cô chú anh chị làm ở bên chợ đầu mối Bình Điền cũng qua đây ở nha cả nhà. Và hôm nay thì Bảo Vy review đến cô chú anh chị một căn nhà nằm ngay vị trí góc luôn. Thì căn nhà này cô chú anh chị mình có thể kinh doanh tạp hóa được luôn ha. Ở đây thì dân cư mình đã về ở gần hết rồi nha cả nhà. Thì gia đình mình có thể kinh doanh tạp hóa nhỏ nhỏ được ha. Nếu cô chú anh chị lớn tuổi rồi, đi đứng, đi lại khó khăn thì mình có thể ở nhà mình buôn bán tạp hóa được luôn. Và hôm nay thì Bảo Vy sẽ review cho cô chú anh chị mình căn nhà này. Việc tiết lộ cô chú anh chị mình giá đầu video luôn để cô chú anh chị mình không mất thời gian ha. Căn nhà này chỉ có giá là 680 triệu thôi cả nhà ơi. Căn nhà này thì đã có điện nước đầy đủ hết rồi. Cô chú anh chị mình chỉ dọn vào là mình ở thôi. Và pháp lý là thổ cư 100% nha cả nhà. Khi cô chú anh chị đến đây xem nhà cùng Bảo Vy thì Bảo Vy sẽ tư vấn vấn đề pháp lý cụ thể cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và bây giờ Bảo Vy xin mời cả nhà mình vào xem nhà thực tế ha. Thì nhà của mình là mấy hộp, thì tông chủ đạo là màu xám đen nha cả nhà. Nhìn rất là sang trọng luôn cả nhà ơi. Đồng hồ điện nước đã có rồi, mình đi dọn vào mình ở thôi ha. Thì ngoài mặt trận này thì gia đình mình sẽ có thêm một cái lớp cửa 4 cánh. Lớp cửa này thì bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen, kính cường lực nha cả nhà. Thì căn nhà này cả nhà mình có thể muốn mát mẻ hơn nữa thì mình có thể mình làm thêm cái mái, mấy vòm như ngoài này là cả nhà, đó là cả nhà mình làm ha, để cho mát mẻ hơn cả nhà của mình. Thì cả nhà mình muốn an toàn hơn trong dịp Tết đón năm Tết năm mới 2023 thì cả nhà mình có thể làm thêm một cái bộ cửa kéo đài loan để mình đón Tết thì quá ư là tuyệt vời ha. Và đây là khoảng không gian căn phòng khách của mình nha cả nhà. Căn nhà của mình có diện tích ngang khoảng 3m2, dài cho 8m nha cả nhà. Ở căn phòng khách này thì cô chú anh chị mình có thể bố trí một bộ ghế để cô chú anh chị mình đón khách thì quá ư là tuyệt vời nha. Thì nơi đây thì bên Việt có làm thêm cho cô chú anh chị mình một cái miếng nhựa cắt CNC, có những cái hộc tủ như thế này để cả nhà có thể trưng bày những chậu hoa, những cái bình rượu, hoặc là cô chú anh chị mình có thể trưng bày những vật phẩm lưu niệm ha, ở đây mình trang trí cho căn nhà của mình. Đèn thì bên Việt đã có đầy đủ hết cho gia đình mình rồi nha cả nhà. Đầy đủ hết cho mình luôn. Đèn phòng khách thì mình sẽ có bộ đèn 3 ngọn, nhìn rất là lung linh luôn. Đèn lon bên Việt đã bố trí sẵn rồi. Và bên Việt còn có trang bị thêm cho cả nhà mình một cái bóng đèn 1 thước 2 nữa ha, để thắp sáng cho căn nhà của mình. Mỗi buổi tối mình làm việc về thì cả nhà mình có thể bắt đèn lên thì quá ư là sáng sủa cho căn nhà của mình luôn. Bên tay trái này thì căn nhà của mình do nằm ngay góc thì mình sẽ có thêm một cái lớp cửa kéo nữa nha cả nhà. Ở lớp cửa này thì cô chú anh chị mình có thể kéo ra kéo vào để đón gió đón lấy ánh sáng ha. Gạch ốp tường thì bên Việt đã ốp từ ngoài phòng khách vào trong với mức giá 680 triệu. Hiện tại bây giờ khu vực này chỉ còn duy nhất đúng một căn này thôi cả nhà ơi. Một căn nhà ngay góc mà giá 680 triệu là quá rẻ luôn, pháp lý thổ cư 100%. Nếu gia đình mình có quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 827963 để Việt dẫn cô chú anh chị mình xem nhà thực tế cũng như là chốt nhanh căn nhà này luôn nha cả nhà. Và bây giờ Bảo Vy xin mời cả nhà mình vào sẵn khoảng không gian phòng bếp của mình ha. Thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới bên Việt cũng đã trang bị sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Nơi đây thì cô chú anh chị mình có thể để những đồ ăn, những gia vị đồ ha. Thì vị trí này cả nhà mình có thể mình để một cái bếp ga hoặc bếp điện để mình nấu nướng ha. Đường dây ổ điện bên Việt đã trang bị sẵn cho các gia đình mình rồi. Nơi đây mình cũng có bồn inox 304 để mình rửa đồ ăn rất là tuyệt vời luôn. Thì khoảng không gian ở dưới cầu thang thì bên Việt có một cái
tủ gầm cầu thang nhỏ nhỏ ha, để cho gia đình mình để những cái vật dụng cần thiết đó, cũng một phần cũng mình trang trí thêm cho căn nhà mình cho nó sinh động ở nha cả nhà. Đó, bên Việt sơn cầu thang cho mình là màu hồng ha, đó, màu hồng rất là xinh tươi luôn, để cô chú anh chị mình đón Tết ha. Và bên dưới tầng trệt thì mình còn có một cái toilet. Đó, toilet này thì bên Việt cũng có trang bị ngoài đây một khoảng sân nhỏ nhỏ như thế này nè cả nhà, để cả nhà mình có thể ăn uống xong mình rửa chén, rửa tô, rửa đũa ngay tại vị trí này nha cả nhà, có nhiều nước sẵn rồi. Thì bên dưới tầng trệt này căn toilet này, phòng toilet thì bên Việt đã trang bị những cái nội thất cơ bản rồi, cô chú anh chị mình về mình sinh hoạt ha. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cả nhà mình lên hai phòng ngủ cùng Bảo Việt. Và đây là khoảng không gian căn phòng ngủ đầu tiên của mình. Căn phòng ngủ này thì có điều đặc biệt là mình sẽ có toilet bên trong căn phòng ngủ này ha. Đèn bên Việt cũng đã trang bị sẵn cho cả nhà mình rồi. Mình đi về mình để giường để niệm vào là mình ngủ thôi ha. Là quá ư là tiện lợi luôn cả nhà mình ơi. Đường dây máy lạnh cũng đã có rồi. Nếu nhu cầu cô chú anh chị mình về cố gắng máy lạnh để cho căn nhà mát mẻ hơn đó, thì mình cứ gắn ha. Và ở đây là khoảng không gian căn phòng ngủ thứ hai của mình. Căn phòng ngủ thứ hai của mình thì mình sẽ có hai lớp cửa chính, một lớp cửa bên hông do căn nhà mình góc hai mặt tiền thì mình sẽ có một cái lớp cửa này để mình mở ra mở vào đón gió lấy ánh sáng nữa ha. Hoặc là cô chú anh chị có thể quan sát được hết dân cư nơi đây đó, thì tranh ảnh hoặc là cô chú anh chị có thể mình về mình bố trí, mình sắp xếp, mình trang điểm, trang trí cho căn nhà của mình thêm những bức tranh lụa, những bức tranh 3D để cho căn phòng ngủ của mình trở nên đặc sắc hơn nha cả nhà. Ở ngoài đây thì mình còn có thêm một cái khoảng ban công nhỏ nhỏ đó, để dành cho cô chú anh chị mình mở ra mở vào mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối mình ra đây mình thư giãn ha. Đó, mình ngắm hoàng hôn, hoặc là cô chú anh chị có thể trồng những cái chậu kiển, những cái chậu hoa. Ở gia đình mình có thể làm thêm những cái mái như những gia chủ kế bên này cả nhà họ có làm sẵn rồi đó. Thì cô chú anh chị ơi, với căn nhà giá 680 triệu thôi, pháp lý thổ cư 100% mà nằm ghế góc nữa, hiện tại bây giờ trong cái thời điểm bây giờ cực kỳ hiếm luôn cả nhà ơi. Và Bảo Việt xin mời cả nhà xuống phòng khách để Bảo Việt tư vấn lại cũng như là tổng kết lại thông tin cho cô chú anh chị một lần nữa nha. Dạ cả nhà ơi, với một căn nhà góc hai mặt tiền giá chỉ có 680 triệu thôi, trong vòng bán kính 500m trở lại thôi, thì nơi đây chúng ta sẽ có chợ Hưng Long, trường tiểu học, ủy ban xã và có khu công nghiệp Hải Sơn chỉ cách nhà mình đâu đó khoảng tầm 800m đến 1 cây số trở lại thôi nha cả nhà. Nơi đây thì dân cư cũng đã có đầy đủ hết trơn rồi. Căn góc hai mặt tiền này thì gia đình mình có thể mình kinh doanh tạp hóa, buôn bán tạp hóa để cô chú anh chị mình có thêm thu nhập ha. Nơi đây dân cư rất là đông đúc luôn cả nhà. Mỗi buổi chiều thì việc thấy nơi đây rất là yên bình luôn. Gia đình gia chủ mình có thể làm thêm một cái mái ra để cho căn nhà của mình trở nên mát mẻ hơn. Nếu gia đình mình có quan tâm căn nhà này thì hãy nhanh chóng gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 827963 thì Việt sẽ hỗ trợ dẫn cô chú anh chị mình xem nhà thực tế cũng như là tư vấn từng vấn đề pháp lý cho cô chú anh chị mình luôn ha. Và trong quá trình Bảo Việt vào làm video nếu có những cái thông tin nào sai sót hoặc có những cái thông tin nào thiếu sót trong căn nhà mình, rất mong được sự thông cảm của cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị có yêu mến Việt thì hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Bảo Việt nha. Và Bảo Việt chân thành cảm ơn những cô chú anh chị trong thời gian vừa qua đã xem kênh của Bảo Việt cũng như là luôn đồng hành của Bảo Việt, xem kênh, đăng ký kênh cho Bảo Việt. Bảo Việt thông qua đây cũng cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Cô chú anh chị ơi, thì cô chú anh chị nếu có quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Việt để Việt dẫn cô chú anh chị mình xem nhà thực tế nha. Và bây giờ Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại cả nhà mình.